Cuối năm 2018, đầu năm 2019 ấy, tháng người có một vài cái video mình chia sẻ với anh chị và các bạn về cái việc là thị trường bất động sản trong năm 2019 sẽ gặp nhiều những khó khăn. Tại thời điểm đấy thì thực sự thì thị trường bất động sản ở một số phân khúc đã có cái câu chuyện chậm hẳn cái đà tăng giá. Tuy vậy thì cũng không thiếu những phân khúc nhỏ lẻ và một số khu vực riêng biệt thì nó vẫn tăng. Do đó thì khi mà đưa ra những cái nhận định trong cái giai đoạn đó thì đôi khi một số anh chị em và các bạn vẫn hay có cái tư duy, tức là những cái dự báo như vậy là những cái dự báo gọi là võ đoán, hoặc là những cái dự báo trong cái điều kiện mà nó đang tăng như vậy mà dám đưa ra những cái dự báo như vậy thì nó không hay ho một chút nào. Thì vậy thì cái gì đến thì nó đã đến, và hiện nay thì không khó để nhận ra rằng thị trường bất động sản đang đi vào cái giai đoạn khó khăn hơn rất là nhiều. Và nhiều người thì cho rằng là thị trường bất động sản sẽ giảm giá sâu và có thể sẽ có những cái đợt đổ vỡ sắp tới tương tự với cái giai đoạn trước đó. Tuy vậy thì với Thắng ơi, thì với những cơ sở dữ liệu mà Thắng hiện nay đang có, cũng như là những cái dự báo về xu hướng, cách thức và phương pháp để mà đưa ra những cái nhận định xu hướng sắp tới, thì khả năng cái việc mà thị trường bất động sản tăng ngay trong giai đoạn sắp tới là điều khá là khó. Tuy vậy thì cái câu chuyện mà giảm sâu hơn nữa thì có thể khẳng định với quý anh chị và các bạn là không thể giảm sâu hơn nữa, hoặc có thể nói là không giảm sâu hơn nữa. Lý do tại sao thì trong buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng ơi sẽ chia sẻ cụ thể với anh chị và em và các bạn cụ thể hơn nguyên nhân tại sao Thắng ơi lại đưa ra những cái chia sẻ như vậy. Và với những người mà thực sự đang có nhu cầu chuẩn bị muốn mua một cái sản phẩm bất động sản sử dụng để về ở, hoặc là có một cái nhu cầu thiết thực trong cái câu chuyện sở hữu bất động sản dài hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc theo dõi thị trường, xem xét và có thể mua vào ở khoảng nửa cuối năm 2020. Đó là một trong những cái thời điểm khá là phù hợp, và có thể anh chị và các bạn sẽ mua được mức giá nó tốt nhất có thể. Còn việc mong cho nó giảm khoảng tầm 5-70%, thậm chí là giảm sâu như nhiều người muốn thì chắc chắn là không có. Thứ nhất là hiện nay thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là phần lớn các phân khúc bất động sản đều đang gặp phải những cái vấn đề khá là khó khăn. Nhưng mà những cái khó khăn đó thì có thể nói là phần lớn thì không nói ra thì ai cũng biết, anh chị thì cũng đã nắm và biết khá là rõ rồi. Các phương tiện truyền thông, các thông tin trên báo đài cũng đã đưa ra rất là rõ những cái vấn đề này, và ai cũng đã được biết đến cái thông tin khó khăn về cái thông tư 22 về việc ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thì cắt cái hạn mức tín dụng cho cái lĩnh vực bất động sản, cũng như là hạn chế cũng quyết liệt trong cái việc là một số khu vực là đẩy nóng cái sản phẩm bất động sản lên. Và các chuyên gia trong cái lĩnh vực thì cũng nhiều người bắt đầu đưa ra những cái dự báo về việc là e ngại cái nguồn gọi là nhu cầu bất động sản đang giảm dần. Và gần đây nhất thì anh chị và các bạn lại cũng thấy được những cái vụ bê bối liên quan đến bất động sản, ví dụ như là cái thương vụ của Alibaba này, rồi Coco Bay Đà Nẵng này, rồi rất nhiều những cái thương vụ nhỏ lẻ hơn mà được báo chí đăng đãi và nói với anh chị và các bạn rất là nhiều. Tuy vậy thì xét ở cái khía cạnh là những người mà gọi là đưa ra những cái xu hướng, đánh giá những cái xu hướng về hoạch định chiến lược dài hạn ấy, thì chúng tôi có những cái dữ liệu liên quan tới cái câu chuyện đó là cái nguồn cung cái sản phẩm bất động sản căn hộ thì đang có cái dấu hiệu của cái việc là sụt giảm khá là mạnh. Bên cạnh đó nữa thì cái thông tư 22 á, thì nó tương tự với cái thông tư 36 của Bộ Tài chính năm 2014 về việc là kiểm soát cái tiền vay của ngân hàng đổ vào thị trường chứng khoán, được coi là một trong những cái thị trường gọi là tiềm ẩn những cái rủi ro. Thì sau năm 2014, nửa cuối năm 2014, đầu 2015 thì thị trường chứng khoán cũng gặp một không ít những cái khó khăn khi mà cái thông tư 36 siết chặt cái nguồn vốn cho vay vào margin vào thị trường chứng khoán. Nhưng mà sau năm 2015 thì cái gì anh chị đã thấy, đã biết là đã rõ rồi. Cuối năm 2015, bắt đầu từ đầu năm 2016 đến năm 2017-18 thì thị trường chứng khoán thực sự đã có cái bước gọi là tăng vọt và đi vào một cái giai đoạn tăng giá rất là thần tốc, khiến cho rất nhiều những nhà đầu tư, những nhà kinh doanh trong cái lĩnh vực chứng khoán đã kiếm được khá là nhiều tiền
Trong số đó thì có admin đã kiếm được cũng không hề ít và cũng đã có một cái cuộc sống khá là ổn định hơn nhờ vào chính vào cái giai đoạn đó. Thì cái thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước về siết chặt cái nguồn vốn vay cho cái lĩnh vực bất động sản và một số các thông tư liên quan của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đang siết rất là chặt cái vốn đổ vào thị trường bất động sản. Về mặt ngắn hạn thì có thể năm 2020, nửa đầu năm 2020 thì là cái giai đoạn mà thị trường sẽ gặp không ít những khó khăn từ những cái thông tư này. Tuy vậy thì cái giai đoạn đầu của một cái thông tư mà có cái chiến lược tôi gọi là tăng cái tỷ lệ sử dụng, tức là cái huy động vốn ngắn hạn cho vay dài hạn ấy, thì nó ảnh hưởng giai đoạn đầu thôi. Và giai đoạn đầu đó thì giai đoạn nó sẽ gây ra những cái gọi là for sale, tức là những cái dự án, những cái sản phẩm mà hiện nay các cái chủ đầu tư cũng như những cái người đang cầm nắm sản phẩm này thì đang băn khoăn giữa câu chuyện là có bán hay không, thì họ sẽ kích thích họ là sẽ bán ra, dẫn đến câu chuyện thị trường sẽ hơi bị rung lắc trong cái đoạn đầu năm 2020. Nhưng mà thì đến khoảng tầm nửa cuối 2020 thì cái việc ảnh hưởng này nó sẽ chấm dứt. Và cái tác động của cái thông tin tốt, tức là thông tin 22 thì chúng tôi gọi cho là thông tin tốt cho ngành ngân hàng về mặt dài hạn, cũng như hạn chế cái dòng vốn, nắn dòng cái dòng vốn vào thị trường bất động sản theo cái hướng là ổn định và bền vững hơn về mặt dài hạn. Dẫn đến cái câu chuyện là nhiều khả năng thì đây là một cái thông tư cực kỳ tốt cho ngành tài chính và lại cũng tốt cho ngành bất động sản về mặt dài hạn. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi có thể đã đưa ra với anh chị và các bạn về cái khuynh hướng, cái xu hướng của thị trường bất động sản trong cái thời gian sắp tới nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tích cực hơn, là vì là có một cái vấn đề như thế này này mà anh chị và các bạn hiện nay thì có thể sẽ chưa nhận ra, nhưng chúng tôi đưa ra một cái thông tin mới mà anh chị và các bạn có thể để ý. Thì được cái câu hỏi đầu tiên trước khi đưa ra cái thông tin thì chúng tôi xin được hỏi anh chị và các bạn là nếu như để xác định xu hướng của thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới thì anh chị và các bạn dựa vào đâu để xác định? Dựa vào gì để xác định? Và dựa vào phân khúc nào để có thể nhận ra được là thị trường đang có những cái dấu hiệu của câu chuyện là dịch chuyển xấu hơn, hay là những cái dấu hiệu câu chuyện là tích lũy ổn định hơn, hoặc là có những cái dấu hiệu của câu chuyện sẽ dịch chuyển tích cực hơn? Theo anh chị thì chúng ta nên nhìn vào cái như thế nào ạ? Thực sự thì với những người không chuyên thì trả lời câu hỏi này là điều rất là khó. Tuy vậy thì theo những cái kinh nghiệm thực tế mà Thắng ơi cũng như là nhóm cộng tác viên của TOTV đã làm trong thời gian vừa qua, thì chúng ta nên sử dụng một cái phương pháp cực kỳ giản đơn, đó là đi trước thì về trước, giảm trước thì sẽ gọi là tích lũy trước và tăng giá lại trước. Thì trong các phân khúc của bất động sản thì có nhiều phân khúc khác nhau và nhiều sản phẩm bất động sản khác nhau lắm. Và để phân loại nó theo các cái phân khúc, các cái sản phẩm bất động sản cụ thể thì nó sẽ không đưa ra được cho anh chị và các bạn nhìn thấy rõ được cái khu nào, cái sản phẩm nào là cái sản phẩm gọi là tăng trước, giảm trước. Nhưng nếu như mà phân loại cái bất động sản theo khu vực ấy, thì anh chị và các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là khu vực nào là khu vực mà trong cái giai đoạn trước đó thì đã tăng rất là nhiều và đi vào cái trạng thái, cái giai đoạn gọi là tích lũy. Thì chúng ta sẽ phân loại với anh chị và các bạn cụ thể. Trong các cái phân khúc ấy, thì chúng tôi đang nói dỡ với anh chị và các bạn là anh chị và các bạn không khó để nhận ra là giai đoạn đầu của thị trường bất động sản tăng giá năm 2014-15 nó cũng hơi song trùng với thị trường chứng khoán một chút, là bởi vì cái phân khúc đầu tiên của thị trường bất động sản tăng giá mạnh đó liên quan tới cái câu chuyện đặc khu kinh tế. Thì trong đó thì có ba cái đặc khu mà chúng ta định tính duyệt, đó là Phú Quốc, Vân Đồn và Vân Phong. Vì cái thông tin đặc khu này nên là một số cái luồng tiền từ nước ngoài cũng như cái gọi là Việt Kiều và Ngoại Kiều thì họ đổ tiền về đây rất là lớn, cộng với câu chuyện là cái tâm lý của những cái tay tài phiệt trong nước, họ đổ tiền về các cái thị trường này rất là mạnh, cộng với nữa là cái tâm lý bày đàn của người Việt Nam. Thì chính cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đấy thị trường gọi là Phú Quốc, Vân Đồn và Vân Phong thì tăng giá rất là mạnh. Nó kéo theo cái câu chuyện đó thì bắt đầu chuyển dịch thêm các cái khu vực mà có du lịch phát triển như là Nha Trang, Đà Nẵng thì cũng tăng giá trắng mặt theo. Thì khi mà thị trường có dấu hiệu của câu chuyện chứng lại thì đây là những cái khu vực mà nó sẽ phát đi cái tín hiệu đầu tiên, tức là vì nó tăng nóng trước nên nó sẽ phát đi những cái tín hiệu đầu tiên của câu chuyện chứng lại trong cái đà tăng, và đến khi nó giảm thì nó là cái thị trường giảm đầu tiên. Thì chúng ta thấy được rằng là giai đoạn nửa cuối năm 2018 thì rất rõ là khi không chúng ta có những cái cuộc biểu tình liên quan đến việc là không được duyệt đặc khu thì giá bất động sản ở Phú Quốc, Vân Đồn và Vân Phong thì bắt đầu chứng hẳn lại luôn và bắt đầu suy giảm.
Thì kể nguyên cái năm 2019 vừa qua thì những người nào đã và đang kinh doanh ở các cái bất động sản ở Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong và Nha Trang và Đà Nẵng thì thấy rằng là đặc biệt cái khu vực là Phú Quốc thì giảm giá khá là nhiều, cũng như là cái việc mà giao dịch ở đây thì trầm lắng hẳn trở lại, thì không nói thì anh chị và các bạn đã biết. Như vậy thì đến ngày hôm nay thì cái việc giảm thì đã giảm rồi, cái việc mà tích lũy thì có dấu hiệu của câu chuyện là không giảm sâu hơn nữa. Thêm vào đó thì vừa rồi đây thì cuối tháng 11 năm 2019 thì Quốc hội đã thông qua một cái nhánh của cái việc đó là miễn thị thực cho khách nước ngoài vào cái khu vực mà có cái việc mà Quốc hội thông qua mà ký cái văn bản liên quan đến câu chuyện là miễn cái thị thực cho các cái nhà người nước ngoài mà đến Việt Nam, cái khu vực địa giới hành chính mà tách biệt với đất liền cũng như là có sân bay quốc tế thì nó tác động rất là lớn, nhưng mà ít người để ý tới đến cái hai cái khu vực đó là Phú Quốc và Vân Đồn. Đây là một trong những hai khu vực mà có cái địa giới hành chính giống như trong cái phê chuẩn của Quốc hội vừa rồi, tức là tách biệt hẳn với đất liền và có cái sân bay quốc tế. Thì cái thông tư này nó sẽ đi trước một bước, và theo dự báo của chúng tôi thì sắp tới đây thì trong khoảng năm 2020 á, cái kỳ họp quốc hội tiếp theo á, thì sẽ duyệt qua cái luật đất đai. Và nếu như những anh chị nào mà tham gia lĩnh vực bất động sản mà nghiên cứu sâu về luật đất đai á, thì sắp tới chúng ta sẽ duyệt cho cái luật đất đai liên quan đến câu chuyện đó là mở ra một cái góc liên quan đến việc là cho các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể sở hữu bất động sản ở Việt Nam lâu hơn và số lượng là sẽ nhiều hơn, chứ không giống như hiện nay là đang phải cấp quota, tức là các dự án cụ thể thì sẽ được bán bao nhiêu phần trăm cho nước ngoài thôi. Thì sắp tới là đất đai sẽ theo hướng đó, và một số những cái sửa đổi cụ thể thì chúng tôi sẽ cập nhật với anh chị và các bạn trong những cái thông tin khi mà được duyệt cái thông tư này, cái luật đất đai này. Còn năm nay thì nó chưa duyệt, nhưng riêng cái việc mà duyệt miễn visa thị thực cho người nước ngoài vào cái khu đặc khu á là điều rất là tốt. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới với anh chị và các bạn để cho anh chị và các bạn có thể nhìn ra được là câu chuyện khác hoàn toàn, bởi vì có một cái video nói về với anh chị và các bạn là bất động sản bây giờ khác gì với bất động sản 10 năm trước thì đã chia sẻ và nói với anh chị và các bạn rất kỹ rồi về bất động sản rồi. Thì video này chúng tôi sẽ không nhắc lại nữa, nhưng mà chúng tôi điểm cho anh chị và các bạn một cái vấn đề mà nó cũng được coi là một cái điểm khá là thú vị mà có thể rất nhiều anh chị và các bạn biết nhưng mà không ứng dụng. Đó chính là khi chúng ta phân tích một cái thị trường nào đó hay là phân tích một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta thường phải xem là cái xu hướng chính sách nó sẽ đi theo như thế nào. Mà thông thường thì các cái xu hướng chính sách thì nó sẽ hay vận hành theo cái hướng, tức là theo các cái tổ chức, các cái tổ chức lớn, các doanh nghiệp lớn, các cái tổ chức tài phiệt lớn. Thì trong số những cái tổ chức hiện nay đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thì anh chị và các bạn sẽ dễ nhận ra rằng là Vingroup là một trong những cái tập đoàn mà hiện nay có cái tỷ lệ kinh doanh trong cái lĩnh vực bất động sản được xếp vào hàng đầu. Mà nếu như mà thị trường bất động sản có chuyện thì câu chuyện là người chết trước, người mà gọi là đi đưa ma trước là phải là những cái tập đoàn gọi là kinh tế mà có kinh doanh trong cái lĩnh vực bất động sản nhiều thì sẽ chết trước. Tuy vậy thì trong cái khẳng định của chúng tôi về câu chuyện sự khác biệt của cái chu kỳ bất động sản 10 năm trước và 10 năm và bây giờ thì nó đã loại trừ hết những yếu tố mà anh chị và các bạn sợ rằng nó sẽ giảm sâu. Liên quan là một cái thông tin rất là đơn giản, đó là cái vấn đề tín dụng đã được siết chặt và tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là rất thấp, tức là khoảng 14% so với 48% 10 năm trước. Thì tín dụng thấp như vậy thì không bao giờ lo cái câu chuyện là bất động sản có thể bị một cái vấn đề gì đấy mà anh chị và các bạn quá lo lắng. Điểm nữa là trong cái việc mà một cái bài viết gần đây về trên trang Cà Phê F về cái việc mà tập đoàn Vingroup á, thì công ty chứng khoán của KB Việt Nam á, nó đưa ra một cái dự báo thực sự là rất sát, đó là việc Vingroup sẽ kiếm được hơn 11 tỷ đô la Mỹ từ 3 đại dự án và có kế hoạch triển khai khoảng 20 cái dự án trong vòng 10 đến 15 năm tới. Đây là một trong những nhà cái lớn nhất, và nhà cái này tôi có thể chắc với anh chị và các bạn luôn, thậm chí họ có thể vận động hành lang và chạy chính sách luôn anh chị và các bạn. Chính vì cái câu chuyện họ không thể chết và không thể bị dính trong cái việc mà để cho thị trường bất động sản giảm trong thời gian sắp tới. Và cái việc mà kiếm lời được hơn 11 tỷ đô cho 3 dự án nó tương đương với đâu đó khoảng tầm gần 32 là 11, 11 là khoảng tầm 230-240 ngàn tỷ Việt Nam đồng. Thì ở đâu mà ra? Tôi lấy ví dụ như VinCity là một này, một dự án ở ngoài Hà Nội có tính tương tự là hai, và một dự án mới đây chuẩn bị triển khai nữa. Thì hiện nay thì cái tập đoàn này họ đã làm khá là tốt.
một cái dự án ở VinCity quận 9 thì chúng ta thấy được rằng là họ đã làm được 8 block rồi và gần như là cất nóc 8 block rồi. Chuyện chắc chắn là dự án này sẽ đi vào khai thác, còn cái câu chuyện lấp đầy như thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng mà cái việc mà biên lợi nhuận mà KB đưa ra là đúng và chính xác. Bên cạnh đó nữa thì trong vòng 10 đến 15 năm tới thì hiện nay cái lượng mà cái loại là đất sạch của Vin ở trên khắp cả nước thì nó là một cái lượng mà nếu đưa ra số liệu thống kê thì anh chị và các bạn sẽ thấy giật mình luôn. Nó nằm ở gần hơn 2 triệu mét vuông đất ở khắp các nơi và nó có kế hoạch cụ thể cho cái câu chuyện xây dựng rồi. Với 20 cái dự án mà sắp tới đây Vin triển khai ở khắp các cái tỉnh thành trong cả nước á, thì có thể một vài cái dự báo ngoài lề của chúng tôi cho thấy rằng là nhiều khả năng nó sẽ đem lại một cái luồng gió mới cho thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới, và nó đem lại cái phần lợi nhuận chính cho tập đoàn VinGroup để có thể có cái phần tài chính hỗ trợ cho các cái dự án hiện nay mà Vin đang đứng ra để triển khai, ví dụ như là làm ô tô, ví dụ như làm công nghiệp ấy, nói chung là làm công nghiệp và làm phát triển thương mại ở các cái dự án bán hàng của Vin trong thời gian sắp tới. Thì trong cái câu chuyện này thì có nhiều điểm mà chúng tôi không thể nói công bố cụ thể với anh chị và các bạn được. Cái thời lượng video thì nó cũng chỉ trong một cái giới hạn nào đó, nên chúng tôi xin được dừng video tại đây và hy vọng rằng là một vài cái thông tin chúng tôi cung cấp thì đem lại hữu ích cho quý anh chị em và các bạn về việc nhận định xu hướng thị trường bất động sản. Nếu cảm thấy gọi là đồng quan điểm với chúng tôi thì đừng quên để lại like, share, chia sẻ video này cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo trong thời gian sắp tới, cập nhật cụ thể hơn với anh chị và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.